29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình. Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tăng cường hoạt động tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Chiều ngày 1 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhân dịp sang Việt Nam, tổ chức phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi thân thiết đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng một lần nữa cảm ơn đồng chí Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tổ chức tại Bắc Kinh tháng 10 vừa qua. Hai bên nhất trí cho rằng sau chuyến thăm Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022, quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và đạt được nhiều thành quả mới. Giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết, hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại có bước tăng trưởng, giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước ngày càng sôi động. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của việc vừa qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm tỉnh Lạng Sơn trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị vào ngày 25 tháng 8, qua đó giáo dục các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ tình cảm hữu nghị gắn bó giữa hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo tiền bối giữa hai nước dày công vun đắp là tài sản chung của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đồng chí Vương Nghị khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, luôn ủng hộ Việt Nam, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu khát vọng phát triển mà Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường và làm tốt các hoạt động giao lưu tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai đảng, giữa Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhân đại và Chính hiệp Trung Quốc, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải. Tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai nước. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung, cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cùng xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến tâm huyết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về phát triển quan hệ hai đảng, hai nước, đồng chí Vương Nghị bày tỏ nhất trí, hai bên tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, triển khai tốt các biện pháp hợp tác cụ thể được xác định tại phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.